tớ vừa nhận được cái hòn đá này, để tớ ra tớ ném cho nó một cái để cho bạn Mây bạn ấy chạy đi nhá. Cái tên người đen kia, thả bạn Mây ra ngay. Để đi. Dài. Cái gì? Tên, có bạn nào biết đây là món gì không? Món này là món ăn được đấy. Đây là kem bông đấy, đã có bạn nào được ăn cái que kem bông gì này chưa? Đây này, tớ mở ra cho các bạn xem nhá. Cái này các bạn nào mà ở thành phố ấy thì chắc là không hay được ăn món này đâu. Nhưng mà nhà mình ở quê ấy, ngày nào cũng có kem bông như thế này luôn. Đấy, nhìn này, nhìn trông cứ trắng tinh như một đám mây ấy nhỉ. Đám mây mà bay trên trời ấy các bạn ơi. Đây rồi. Chưa tối. Con ong nó bay nhanh đấy. Một con nữa này. Ui, được. Anh. Ui. Ôi. Cái con ong nó đốt đau thế. Ăn cái này, quẹt như này này. Đấy, nó ra cả mảng như này này, xong quật nó vào. Ai trông như bạn Trang ở ngoài kia nhỉ? Lại còn đang cầm cái gì kia? Đấy, như này này. Xong lại cho mồm. Đang cầm cái gì trắng trắng nhỉ? Ơ sao lại đút vào mồm được á? Thế thì cái này là cái ăn được rồi, chạy ra xem nào. Ngon quá. Ăn cái này nó ngọt như kẹo ấy, bởi vì nguyên liệu chính của cái món này là từ đường. Ôi Trang ơi, cậu đang có cái gì chân tay đấy? Mà sao trông lạ thế mà tớ lại còn thấy cậu ăn được cái này là cái gì đấy? Đây á, đây là que kem đây. Ui kem á? Xem nào, tớ xem nào. Ui, kem gì mà lại không lạnh nhỉ? Đây á, là kem bông đấy. Ồ, trông nó như kiểu là, đúng rồi, trông nó như kiểu là cục bông ấy nhỉ. Ui, thơm ơi, thơm luôn ý. Cho tớ ăn với. Cái kem này nó có 3 màu nhá, màu trắng nhá, màu hồng và màu xanh lá cây. Nhưng mà tớ thích ăn màu trắng. Ui, thế cho tớ ăn cùng với nhá, cái kem to như thế này cơ mà. Tớ không cho cậu đâu. Cái quen kem này của tớ nhìn nó bông thế này thôi, nhưng thực chất ra nó ít lắm mà mồm cậu rộng như kia. Cậu ăn một miếng thì có mà hết sạch cả cái que kem bông này của tớ. Tớ không cho đâu. Tớ đi về đây. Này, không cho thì thôi chứ cứ đứng đây sao nào nó đi về nhanh thế. Vừa mới ra đây được một tí mà đã chạy đi về rồi. Đúng là cái đồ ăn độc, sợ mình ăn hết kem đây mà. Đã thế tớ cũng chả chơi với cậu nữa. May quá mình trở về đi về, chứ không mà mình đứng đấy thì có khi bạn ní mặt ăn một miếng thì hết sạch cả cái cây kem bông này của tớ rồi. Ui, sao tự nhiên lại nhiều ong và nhiều bướm đến đây thế nhỉ? Các bạn cũng thích ăn kem bông này của tớ á? Tớ không cho đâu. Bạn ním tớ còn không cho nữa là các bạn. Bạn ong với bạn bướm đi ra chỗ khác đi, tớ không cho đâu. Mấy cái mà bây giờ trông nhìn nó teo tóp lại như này. Cái kem bông này gặp gió, cho nên là nó bị chảy hết ra. Bây giờ nó bé tị đi như này rồi. Ui, thế này thì làm sao mà ăn được nữa. Chán ghê cơ. Lại phải đi mua cây kem khác rồi. Mà được ăn cái miếng kem bông của bạn Trang thì cũng ngon thật đấy. Ăn cái bông thì nó mềm mềm, ăn ngọt ơi là ngọt, thích ơi là thích, ăn cái kẹo ấy. Ăn thật. Trông nó cũng bông bông, trắng trắng. Trông giống như kem của bạn Trang ấy các bạn ơi. Sao nó lại bay lơ lửng ở kia nhỉ? Mình có hoa mắt không nhỉ? Để chạy ra xem nào. Đây đúng là cái bông trông giống y hệt cái kem của bạn Trang rồi này. Ôi cái này còn to hơn của bạn Trang nha. Cái này ăn còn lâu mới hết luôn. Cái của bạn Trang còn bé hơn cái này cơ. Wow. Trông xem nào. Ôi các bạn ơi, nó mềm mềm này. Thế này đúng là cái kem của bạn Trang rồi. Ui thế thì để mình thử vào mình ăn xem nào. Xem nào cái vị của nó như thế nào, xem có giống cái kem của bạn Trang không nhá. Cái này sao nó lại cứ bay nhỉ. Ui cục công kia. Đi đâu đây? Mấy bạn ong, bạn bướm, bạn đuổi, cuối cùng chạy chảy hết nước cả kem rồi đi mua cây kem mới đây này. Ấy chưa, cái tội tham ăn không chịu cho tớ ăn cùng cơ, để cho kem nó chảy hết để phí phạm không. Nhưng mà thôi, không phải đi mua nó đâu.
Tớ vừa phát hiện ra một cái kem bông to khổng lồ luôn. Ui thế ừ, to hơn cái của cậu nhiều. Ui, thế nó có màu sắc không? Nó cũng màu trắng như của cậu ấy. Tớ đang đuổi theo nó đây này. Kem bông này nó chạy nhanh lắm. Thế nên là tớ chặn một đầu, cậu chặn một đầu. Thế là hai đứa mình úp vào giữa để bắt nó nhá. Ừ, ui. Đây rồi, cái kem bông đây rồi. Trang ơi, vào đây, tớ chặn nó đi. Đừng cho nó chạy quen. Đây á. Ừ, đây này. Ui, cái kem bông này ngon đấy cậu ơi. Mà này, tại sao kem bông này có mắt, có tay nhở? Tớ không biết. Nhưng mà cái này chắc chắn là nó to hơn cái của cậu rồi. Ăn được nhiều hơn cái của cậu rồi. Bây giờ mình vào, là mình bắt được nó rồi. Nhưng mà sao mà cái kem bông này nhìn nó có vẻ nó đang sợ hãi cậu ơi. Bây giờ tớ với cậu vào, để trộm nó đi. Sao nó lại bay lên trời rồi? Sao lại tự nhiên lại có mưa thế này? Ui Trang ơi, thực ra đây không phải là cái kem bông đâu. Đây là cái đám mây ở trên trời đấy Trang ạ. Thế là đám mây có thể phun mưa đấy. Ui, bây giờ mình bắt cái đám mây, thế là nó đang phun mưa đây này. Thế mà cậu lại bảo là cái kem bông. Hình như cậu bắt như thế, cái đám mây nó giận dữ, nó xả mưa xuống đấy. Thế thì mình ra mình xin lỗi cái đám mây đấy đi. Đi, đám mây ơi, bọn tớ nhầm rồi, bọn tớ tưởng cậu là kem. Cho bọn tớ xin lỗi nha, đừng phun mưa nữa. Ôi, bọn tớ xin lỗi, bọn tớ không bắt cậu nữa đâu. Đây rồi, đám mây bay xuống rồi. Ui, lại nắng rồi này. Ui, đám mây ơi, mày bọn tớ nhầm. Mà không ướt người. Đúng rồi, bọn tớ tưởng cậu là kem nên bọn tớ mới ăn. Chứ nếu bọn tớ biết cậu là đám mây ấy, thì bọn tớ bắt làm gì? Tớ đi đây. Đúng rồi. Ở đây nhá. Bây giờ cậu lại bay lên trên kia nhá, bọn tớ đi đây. Có gì ăn đây không? Có gì ăn không? Chả có gì. Đói quá. Đói bụng quá mà không có gì ăn. Bay lên lửng kia. Ui, trông ngon quá. Ta phải ra, ta bắt ta ăn thôi. Chờ nha. Ôi, có tiếng gì đâu, ai kêu cứu nhỉ Trang nhỉ? Cậu có nghe thấy không? Có. Hình như ở đằng kia kìa. Mình chạy lại đi. Đó là cái gì đây? Ôi, ôi, chạy à? Chạy đi này. Chạy à? Tiếng phát ra từ đây à nhím ơi? Ui kìa cậu ơi. Ui, con gì mà người nó màu đen xí nhỉ? Ui, nó đen xì xong nó lại còn đang đuổi bắt cái bạn mây lúc nãy kìa. Ta đang bắt nạt cái đám mây vừa nãy bọn mình kìa. Ừ. Ta bắt được ngươi rồi nha, lần này ngươi không chạy được nữa đâu. Đám mây này, ngươi ở yên đây để cho ta ăn nào. Nó bắt được bạn mây rồi kìa cậu ơi. Sao mà bạn mây không bay được mà để cho nó bắt được thế kia nhỉ? Làm thế nào để cứu bạn ý bây giờ nhỉ? Mình chân tay không như thế này thì làm đây. Sao mà cứu được? Tớ tìm thấy rồi. Ui, cậu lấy ở đâu đấy? Tớ vừa nhặt được cái hòn đá này, để tớ ra tớ ném cho nó một cái để cho bạn mây bạn ấy chạy đi nhá. Cái tên người đi ăn kia, thả mây ra ngay. Để đi. Dài. Cái gì đây? Cái gì vừa pha vào đầu ra đây? À, tên kia. Dài. À. Đám mây ơi, hắn không đuổi nữa rồi hay sao? À, hắn vẫn đang đi tìm một cậu ở đằng kia kìa. Ừ, cái tên này là tên người đen xấu xa đấy. Sao cậu lại để cho hắn bắt thế? Vừa nãy cậu phun mưa cơ mà. Ui, phun mưa không tác dụng gì với hắn à? Thế thì làm thế nào bây giờ nhỉ? À, tớ biết rồi. Hình như là đám mây còn tạo được cả da sét. Ngoài tạo ra mưa còn tạo ra sét đúng không? Ừ, đúng rồi. Đánh sét vào người hắn ấy. Tớ nhìn thấy lúc trước khi mưa là sét nó sẽ phóng ra từ mây xuống đất ấy. Này, anh ơi, cậu có tạo được ra sét không? Ui, đây này, đây, đúng rồi. Ôi, thế sao vùng này cậu không làm như thế? À, cậu không nghĩ ra. Bây giờ nhá, tớ bảo cậu ra chỗ cái tên áo đen đấy, xong cậu tạo ra sét cho nó đánh vào tên áo đen ấy đi. Đảm bảo à, hắn không bao giờ hắn dám bắt nạt cậu nữa đâu. Đi, bọn mình đi ra xem đi. Đám mây này, ngươi không sợ ta à, mà lại quay lại đây. Thế thì ta sẽ biến ngươi thành mồi ngon cho ta. Ui, ngươi bay lên đấy cũng không thoát được ta đâu. Cái gì đây? Ui, cái đám mây này, ngươi làm gì thế? Yeah, đám mây chiến thắng rồi. Đúng rồi. Đấy, may mà chúng mình nghĩ ra cách gì đấy. Chứ lúc đầu bạn đám mây bạn còn không nghĩ ra nào thể đánh được ra tia sét cơ. Cái tên áo đen bị sét đánh nhá, cháy đen xong là còn bốc cơ cả cháy luôn cơ mà. Lần sau hắn không bao giờ hắn dám trêu bạn rồi, mây nữa đâu. Đáng đời tên áo đen xấu xa.